Quý vị và bà con đang đến với chuyên mục khuyến nông của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và bà con, để từng bước xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững, việc chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất luôn được tỉnh Điện Biên chú trọng thực hiện. Hiệu quả đạt được từ các chương trình dự án đang từng bước giúp người dân nâng cao chất lượng sản phẩm và cải thiện thu nhập. Trong đó, lĩnh vực chăn nuôi là một ví dụ điển hình. Để đảm bảo phát triển chăn nuôi bền vững, thời gian qua, nhiều bà con nông dân khu vực lòng chảo Mường Thanh đã chuyển dần từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Với sự tư vấn và hỗ trợ tận tình của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Điện Biên, gia đình bà Nguyễn Thị Trâm, thôn Tân Biên, xã Nòng Hẹt đã mở rộng quy mô chuồng trại, áp dụng triệt để các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi. Nhờ vậy, đàn lợn nái và lợn thịt của gia đình luôn đảm bảo phát triển an toàn, hiệu quả kinh tế được nâng lên đáng kể nhờ cải thiện được tốc độ tăng trọng. Gia đình nhà tôi thì chăn nuôi thì cũng khá là lâu rồi. Thế còn công tác thường xuyên là phải vệ sinh chuồng trại. Thế thì mỗi một lứa lợn xong là chúng ta phải khử vôi chuồng trại, thức ăn phải khô ráo, sạch sẽ. Phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa được xác định là một trong những bước đột phá, là nội dung quan trọng trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Theo đó, đề án phát triển bền vững chăn nuôi gia súc ăn cỏ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, được tỉnh Điện Biên triển khai thực hiện với nhiều chính sách hỗ trợ và thúc đẩy người dân đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi. Đề án phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ theo cái hướng là chuyển dịch cái cơ cấu sản xuất từ cái chăn nuôi nhỏ lẻ thả rông sang cái chăn nuôi có kiểm soát và phát triển mạnh cái hợp tác xã cũng như là các cái chăn nuôi gia trại trang trại. Thì đơn vị cũng đã chủ động để tham mưu tuyên truyền để bà con cơ cấu lại trong cái sản xuất chăn nuôi. Chú trọng đến việc quy hoạch các vùng chăn nuôi tập trung, hỗ trợ khuyến khích người dân đưa vào nuôi thử nghiệm các giống vật nuôi mới có ưu thế về năng suất và giá trị kinh tế. Đến thời điểm này, đề án phát triển bền vững chăn nuôi gia súc ăn cỏ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 được triển khai ở tất cả 10 trên 10 huyện, thị xã, thành phố. Tại các địa phương, việc người dân đầu tư xây dựng chuồng trại, chủ động trồng cỏ để mở rộng quy mô chăn nuôi ngày một phổ biến hơn. Nuôi nhốt thì là chúng tôi thấy hiệu quả cao hơn nhiều. Cái thứ nhất là mình sát sao được trâu bò không bệnh tật. Hai nữa là mình các con bò sinh sản ấy thì là mình chăm lo được các con bê rồi là bò nó được tốt hơn. Tính từ năm 2016 đến nay, tổng số lượng trâu bò giống được cung ứng thông qua chương trình 30A, chương trình 135 và các dự án giảm nghèo lên tới hơn 20.000 con. Được hướng dẫn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật chăn nuôi, quy trình chăm sóc và phòng chống dịch bệnh được người dân thực hiện ngày một tốt hơn. Với việc chuyển đổi nhanh chóng từ hình thức chăn nuôi thả rông sang đầu tư nuôi nhốt vỗ béo, đàn vật nuôi không ngừng gia tăng nhanh về số lượng. Tổng đàn đại gia súc toàn tỉnh hiện đã đạt trên 240.000 con. Đến nay, trên địa bàn tỉnh thì cũng đã có được 2 cái trang trại chăn nuôi quy mô lớn, 23 cái trang trại chăn nuôi quy mô vừa và trên 300 cái trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ. Trong đó thì 2 trang trại chăn nuôi quy mô lớn là cái trang trại chăn nuôi lợn theo hướng khép kín và có liên kết từ cái việc mà sản xuất đến cái tiêu thụ sản phẩm. Và ở các cái trang trại này đều đã đạt được cái công suất nuôi là 1.500 cho đến 3.000 con trên một lứa. Những kết quả đạt được sẽ là cơ sở để các cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn mạnh dạn chuyển đổi phương thức chăn nuôi, nâng cao thu nhập cho người dân và tạo ra nhiều việc làm cho lực lượng lao động nông thôn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Thưa quý vị và bà con, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại hơn 200 hộ, gần 80 thôn bản của 25 xã thuộc 8 huyện, thị xã, thành phố. Hiện tại tình hình dịch tuy đã cơ bản được kiểm soát, song vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Đến thời điểm này, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại huyện Mường Nhé, Mường Trà, Điện Biên, Tổ Chùa, Nậm Pồ, Tuần Giáo, thị xã Mường Lây và thành phố Điện Biên Phủ.
tổng đàn lợn mắc bệnh phải tiêu hủy trên 780 con, trọng lượng là trên 40 tấn. Tại huyện Điện Biên, dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại hơn 120 hộ ở 45 thôn bản của 10 xã. Trong đó các xã có số hộ chăn nuôi lớn là Thanh Luông, Thanh Chăn, Thanh Hưng, Thanh Sương, Thanh Yên, Thanh Nưa, Nong Luống, Thanh An, Nong Hẹt đều đã bùng phát dịch. Để đối phó hiệu quả với các tình huống phát sinh, huyện Điện Biên đã thành lập tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Với nhiệm vụ phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã kiểm tra theo dõi diễn biến dịch, trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng. Từ khi đi vào hoạt động, nhiều ổ dịch đã được khoanh vùng xử lý dứt điểm, không để lây lan ra diện rộng. Ở thời điểm hiện tại, ba xã là Thanh Sương, Nong Luống, Nong Hẹt đã qua 21 ngày không phát hiện lợn mắc bệnh. Tuy nhiên, do số lượng hộ chăn nuôi lớn, trong khi phương thức chăn nuôi chủ yếu là nhỏ lẻ, công tác tiêm vaccine phòng dịch cũng chưa được thực hiện đồng bộ. Nếu các biện pháp phòng chống dịch không được thực hiện triệt để, nguy cơ dịch tả lợn châu Phi tiếp tục bùng phát là rất lớn. Thưa quý vị và bà con, theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, nguyên nhân dịch tả lợn châu Phi tái phát ở huyện Điện Biên là do từ đầu năm đến nay thời tiết có diễn biến phức tạp, ý thức phòng bệnh cho đàn vật nuôi của người dân chưa cao, mầm bệnh của những đợt dịch trước vẫn còn tồn tại trong môi trường. Trong phần thời lượng còn lại của chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới bà con đặc điểm và biện pháp phòng chống loại bệnh nguy hiểm này. Bệnh dịch tả lợn châu Phi gây ra bởi virus. Virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi bao gồm các chủng độc lực khác nhau. Chúng được tồn tại trong máu, tổ chức mô, dịch, bài tiết của lợn mắc bệnh. Virus này hiện mới chỉ gây bệnh cho loài lợn. Lợn đã mắc bệnh có thể mang virus dịch tả lợn châu Phi suốt đời. Virus dịch tả lợn châu Phi có sức đề kháng rất cao, có thể tồn tại nhiều tháng trong phân, trong xác lợn chết và trong các sản phẩm thịt lợn sống hoặc được nấu ở nhiệt độ không cao. Lợn nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi có thời gian ủ bệnh từ 4 đến 19 ngày. Ở thể cấp tính, thời gian ủ bệnh chỉ khoảng 3 đến 4 ngày. Virus dịch tả lợn châu Phi lây từ lợn bệnh sang lợn khỏe thông qua tiếp xúc trực tiếp với nhau, phân, chất bài tiết của lợn bệnh. Lợn ăn thức ăn thừa của con người chưa được xử lý nhiệt hoặc nấu chín. Ngoài ra, lợn cũng có thể bị nhiễm bệnh khi tiếp xúc với phương tiện, dụng cụ chăn nuôi, bao bì đựng cám, quần áo của người chăn nuôi, nguồn nước có mang virus dịch tả lợn châu Phi. Bệnh dịch tả lợn châu Phi lây lan nhanh ở phạm vi rộng, chủ yếu do yếu tố con người, bán chạy, giết mổ, vận chuyển lợn hoặc sản phẩm của lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi. Người tham gia xử lý ổ dịch tả lợn châu Phi không thực hiện tốt vệ sinh, tiêu độc khử trùng, bám vào quần áo, ủng, giày. Cách phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi. Theo khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn, các biện pháp phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi hiệu quả nhất hiện nay người chăn nuôi lợn cần thực hiện như sau. Đối với chuồng trại và dụng cụ chăn nuôi lợn, kiểm soát chặt chẽ người và động vật ra vào khu vực chăn nuôi. Chuồng nuôi phải dễ thực hiện các biện pháp vệ sinh, sát trùng, tiêu độc, phòng bệnh. Có lưới bao xung quanh chuồng nuôi và biện pháp khác ngăn chặn côn trùng và vật chủ trung gian truyền bệnh như chuột, chim, ruồi, muỗi. Tại lối ra và chuồng nuôi phải bố trí hố khử trùng, thay bảo hộ lao động cho người ra vào khu vực chăn nuôi. Nên có ô chuồng nuôi cách ly để nuôi lợn mới nhập hoặc lợn bị bệnh. Có khu vực thu gom và xử lý chất thải. Nếu có điều kiện thì nuôi theo phương pháp cách ô, mỗi ô chuồng có khoảng trống 1 mét để giảm thiểu lợn giữa các ô chuồng tiếp xúc với nhau. Không sử dụng chung dụng cụ chăn nuôi giữa các chuồng. Đường thoát nước thải từ chuồng nuôi đến khu xử lý chất thải đảm bảo kín. Nước thải ô chuồng nào thoát riêng ô chuồng đó ra đường thoát nước chung. Đối với lợn giống, lợn được nhập về nuôi phải có nguồn gốc rõ ràng, khỏe mạnh. Trước khi nhập đàn, nuôi cách ly ít nhất 2 tuần. Quy trình chăn nuôi, áp dụng phương thức quản lý đàn lợn cùng vào cùng ra theo thứ tự ưu tiên, dãy chuồng, ô chuồng. Có quy trình chăn nuôi phù hợp với từng loại lợn theo các giai đoạn sinh trưởng, phát triển. Sử dụng thức ăn có nguồn gốc rõ ràng, còn hạn sử dụng, đảm bảo chất lượng và an toàn. Khi nghi ngờ lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi, người dân cần kịp thời thông báo đến cơ quan thú y gần nhất để được hướng dẫn xử lý. Những hướng dẫn phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục khuyến nông ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và bà con. Xin kính chào và hẹn gặp lại.